Quý vị khách hàng đang tìm nhà diện tích rộng, đang tìm nhà với hướng Tây Tứ Trạch thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này. Với căn nhà diện tích 65,3 m², mặt tiền 4,5 m, mặt hậu 4,51 m, nở hậu, và căn nhà này thì ô tô vào tận cửa. Thiết kế của ngôi nhà là 3 tầng xây mới, sân cổng riêng, mặt tiền 4,5 m, thiết kế rất rất là hợp lý. Đường ngõ thoáng, gần với lại trục chính, và vị trí của căn nhà này thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông, gần Đại học Phenica, gần với lại cuối đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Ba căn nhà này thì đã bán một căn và còn hai căn, thưa quý vị. Diện tích rộng, thông thoáng, thiết kế rất là hợp lý, có sân cổng riêng. Với cái vị trí ở Đại Thành Quốc Oai thì cái quỹ đất của nó còn rất là nhiều và rất là rộng. Tuy nhiên về vị trí địa lý của ngôi nhà này thì nó gần với lại là giáp với địa phận Hoài Đức mọi người ạ. Chứ nó không phải là cứ nghe đến Đại Thành Quốc Oai là nó xa, nó tận trên Hòa Lạc. Mà cái ngôi nhà này nó rất là thuận tiện. Tính về vị trí tương đương mà lấy cái trường đại học Phenica làm gốc thì cái căn nhà này nó tương đương với lại tổ 15, 16 Yên Nghĩa thôi, thưa quý vị. Và với mặt tiền 4,5 m rất là rộng. Chủ nhà thiết kế sân cổng riêng. Mời quý vị theo chân ngói vào khám phá cụ thể. Ngói đang đứng ở đây là phần sân riêng của ngôi nhà. Đây, có 3 căn thiết kế độc lập, xây dựng từng căn, sổ sách riêng biệt 3 căn khác nhau, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Với phần cổng của ngôi nhà thì thiết kế là cửa sắt CNC mọi người nhé, cắt CNC nghệ thuật rất là đẹp. Đồng thời phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế toàn bộ cho quý vị ở đây là chủ nhà thiết kế toàn bộ là ốp gạch rất là sạch sẽ. Phần cửa chính thì thiết kế một lớp cửa, đó là cửa nhôm hệ Việt Pháp, và bên cạnh là còn một lớp cửa sổ thông thoáng nữa. Toàn bộ cái phần sân riêng này thì chủ nhà ốp gạch riêng chống trơn vân đá mọi người ạ. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà, diện tích rộng, xây dựng hợp lý. Với vị trí này thì xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, thuận tiện cho quý vị đi lại. Nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Nói chung tất cả mọi người ạ, với cái xu thế hiện nay thì thực tế luôn là Hà Nội không còn có cái những cái nơi mà gọi là hẻo lánh heo hút, mà gọi là ví dụ ít dân cư đâu. Bởi vì thực ra khi mà ở trong nội thành nó quá đông thì tất cả những cái căn nhà mà anh đang quay cho quý vị nó là thuộc vùng ven Hà Nội, tuy nhiên nó vẫn đáp ứng được cái công năng cũng như cái vị trí đi lại cho quý vị phù hợp. Ví dụ như cái vị trí ngôi nhà này quý vị sẽ phù hợp đi làm ở đâu? Quốc Oai, Hoài Đức, Hà Đông, đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, hoặc quý vị đi làm theo trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu kéo dài. Đó, nói chung là thuận tiện. Phạm vi mà ở Hà Nội đi làm khoảng tầm 10 đến 12 cây km là bình thường. Và với cái căn nhà này thì giá chào bán chỉ hơn 2 tỷ thôi, rất là hợp lý. Sổ sách chuẩn chỉnh, diện tích rộng, sổ đỏ cất két sang tên trong ngày cho quý vị. Còn nếu như mà căn nhà này quý vị có thể trả trước 700 đến 800 triệu tiền mặt thì phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất. Sổ sách lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh thì quý vị mới được vay ngân hàng tối đa mọi người nhé. Và em đang đứng ở đây phần tầng 1, phần phòng khách của ngôi nhà, với phần phòng khách hoàn thiện đầy đủ chỉn chu, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, điện nước lắp đặt cho quý vị đầy đủ với màu sơn chủ đạo là màu trắng. Đồng thời ở đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị một kệ tivi cũng như là trang trí không gian phòng khách bằng cái vách PVC nano mọi người nhé. Và kệ gỗ thiết kế nói chung là hài hòa một ngôi nhà hơn 2 tỷ. Mà về cái chất liệu cũng như là về cái thiết kế, cái xây dựng và công năng sử dụng rất là hài hòa cho một hộ gia đình. Đây là phần không gian phòng bếp. Với phần mặt tiền 4,50 m, mặt hậu 4,51 m. Đấy, căn nhà nở hậu một chút thôi nhưng mà rất là ok. Phần phòng bếp thiết kế rất là thoáng và rộng. Với toàn bộ không gian phòng bếp, chủ nhà thiết kế cho quý vị tủ bếp, thiết kế tủ gỗ MDF chống cong vênh, rồi là phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Một ngôi nhà giá rẻ nhưng mà về những cái vật liệu là chủ nhà đều thiết kế và chọn lựa những cái vật liệu gần như là tốt nhất. Chậu rửa, vòi rửa đây mọi người có thể nhìn thực tế, chất liệu inox 304. Với riêng đặc biệt ngôi nhà này thì chủ nhà có tặng cho mình một hút mùi, một bếp từ. Mặt bếp thì là ốp đá granite, bếp từ âm nha mọi người. Đây,
Nói chung mỗi một ngôi nhà nó có một cái thiết kế khác nhau tùy theo khổ đất cũng như tùy theo phong cách xây dựng của chủ đầu tư, nhưng theo cái cá nhân quan điểm của anh thì cái căn nhà này thiết kế rất là hiện đại, phù hợp với mọi phong cách hiện nay. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh sử dụng công năng này. Tương đối rộng, thoáng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm. Trong phần phòng này thì được chủ nhà ốp lên trên tới tận trần, ốp gạch 30-60, vân đá, màu sắc cũng rất là sắc nét, rất là đẹp. Rồi là cổ trụ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới các tầng phía trên đây. Mọi người có thể nhìn thực tế là thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc ốp đá granite ngăn cách giữa phần cầu thang, phòng khách là một vách CNC. Đó, như vậy ngoài đang review cụ thể đường, hướng, hướng nhà là hướng Tây Nam, vị trí và giá bán. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Xem ngôi nhà 65 m² này thiết kế 3 tầng sân cổng riêng thì như thế nào? Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phần mặt bên trong. Với phần phòng ngủ này, chủ nhà thiết kế có cửa sổ, hệ thống trần thạch cao, màu sơn là màu trắng, gạch lát nền, kích thước 60-60, vân đá granite cũng màu trắng và cái hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ cụ thể cho quý vị. Đó, cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ. Cái cửa này để mà đẹp như gỗ thì nó không được, nhưng mà về để bền hơn gỗ thì chắc chắn rồi quý vị ạ. Đó, phòng vệ sinh ở giữa sử dụng cho hai phòng. Phòng vệ sinh đầy đủ hệ thống sen cây, lavabo, bồn cầu, bình nóng lạnh. Đây, với căn nhà này là chủ nhà lắp bình nóng lạnh luôn cho quý vị. Rồi là gạch ốp 30-60 lên trên tới gần như là trần, rất là sạch sẽ, màu sắc nhã nhặn. Và một phòng ngủ ở phía bên ngoài. Đây, ngõ ô tô vào cổng, diện tích rộng, thông thoáng. Nói chung là với cái ngôi nhà diện tích rộng rất nhiều quý khách hàng quan tâm. Đấy, diện tích rộng thì rất là nhiều. Và thiết kế của ngôi nhà cũng có khá là nhiều khách hàng chia sẻ với em rằng là thích diện tích rộng nhưng mà không thích xây 5 tầng, kể cả 2 tầng, 3 tầng vẫn ok. Thì đây là cái ngôi nhà mà tương đối là đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu đấy cho quý vị. Quý vị nào mà đang tìm hướng Tây Nam thì có thể tham khảo ngay ngôi nhà này. Rộng rãi, thông thoáng, hợp lý, thiết kế đáp ứng công năng sử dụng cho một hộ gia đình rất là ok. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi, mời quý vị theo em lên tầng 3 nhé. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau ạ. Trên phía tầng 3 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ ở phía mặt bên ngoài. Cửa sổ hai lớp cửa. Đó. Phòng nào cũng được trang bị đầy đủ hệ thống trần thạch cao cũng như là đầu chờ trước lắp đặt ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa. Đó. Đây là phần tầng 3 nhé mọi người. Một phòng vệ sinh ở tầng 3 đây cũng đáp ứng đầy đủ về bình nóng lạnh, bồn cầu, thông thoáng. Thêm một phòng này nữa thì chắc chắn là chủ nhà để cho quý vị thiết kế làm phòng thờ riêng. Với cái căn nhà diện tích rộng, thiết kế phòng nào cũng rộng, thoáng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Cái này thì tùy mục đích của mọi người nhé. Còn Ngọc Ánh lúc nào cũng quay rõ ràng review chuẩn chỉnh từ tầng 1 cho tới lên tầng cuối cùng để quý vị có thể tham khảo xem thiết kế nó ra sao. Và phần còn lại sân phơi đây, nhỏ nhắn hợp lý. Đây là phần mặt sau của ngôi nhà. Đấy, siêu rộng, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Quỹ đất ở bên này còn tương đối là nhiều. Bởi vậy cho nên là với cái những cái diện tích như thế này, thiết kế nó rất là hài hòa, diện tích rộng, giá rẻ, sổ sách chuẩn chỉnh. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh nhà tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình để được đi xem nhà thực tế cũng như là chọn lựa cho mình những ngôi nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.